đang đi vào trong một khu vườn các bạn ạ. Mình đi bắt cầu cào, mình lại thấy có một chiếc xe ô tô ở đây này các bạn này. Không biết ai vứt một chiếc xe cảnh sát à? À, không phải các bạn ơi, đây là một chiếc xe quân sự đấy. Wow, một chiếc xe quân sự có hai nòng pháo trên đầu này các bạn này. Rất là xịn sò luôn đấy các bạn nhé. Em này rất là to. Đấy, nên. Wow. Các bạn ơi, cùng mình cho trong rổ nhá. Rồi, cho trong rổ này. Đấy, các bạn thấy to không? Rất là to luôn. Đấy, nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm xem là ở trong này có cái gì nữa không nhá. Không biết là lại ai vứt đồ chơi ở đây ấy. Bây giờ mình thử đi tìm xem nào, xem có không. Ui, cái này các bạn ơi. Wow. Chà, cái gì đây? Các bạn ơi, đây là một chiếc tàu hỏa Thomas đấy. Wow, this is Thomas train. Bi. Ok, mình cho đây nhá. Đây. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp đi, xem là có cái gì nữa không nhá. La. Ê, đây này các bạn ơi. Wow, mình thấy rồi, đây rồi. Wow, các bạn ơi. Ai, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tăng đấy. À, xe tăng quân sự này. Có cả nòng pháo ở trên đầu các bạn nhé. Một em super tăng pistol design. Wow. Cái này để quay bánh xe này các bạn này. Đấy. Wow, một em super tăng. Ok, cho đây. Mình nhặt được 3 em rồi các bạn ơi. Bây giờ cùng mình đi tìm tiếp đi, xem là có nữa không các bạn nhé. Ê, kìa các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, một em xe ben rất là to này. Uầy, em này siêu bự khổng lồ luôn. Wow, em này đi dưới nước luôn này các bạn này. Nên. Chà, đồ ben. Chiu. Wow. Uầy, các bạn ơi, đây là một em xe ben super duper chắc. Siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Em xe ben màu xanh nhá. Và cái ben màu đỏ này. Đồ ben được các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho vào trong này. Ui, đầy hết một cái rổ luôn. Em xe ben siêu bức luôn các bạn ạ. Đấy, giờ mình sẽ xếp lại nhá. Cho vào đây, như này nhá. Rồi, nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nào, xem là trong này còn gì nữa không nhá. La. Ui, cái này các bạn ơi. Wow. Chà. Mình nhặt được một em nữa các bạn ơi. Một em xe cảnh sát này. Một em police car. Mở cửa đấy các bạn. Em police car này xịn xò chưa? Có đèn xanh đỏ trên đầu nhá, để đi bắt cướp. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào, trong này còn gì nữa không nhá. La. Chiu. Ê, đây này các bạn ơi. Wow. Cái gì đây? Nên. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe lu đấy. Một em Zuner. Wow, xe lu màu vàng nhá. Có bậc để đi lên này, để bám vào đây này các bạn này. Đấy, đây là bánh xe lu nhá. Đấy, để đi lu đường cho mịn này các bạn này. Xe này có đi được không nào. Wow, amazing. Rồi, cho vào đây nhá. Đi xe nào, xem còn. Ê, đây này các bạn ơi. Wow. Nên. Chà. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc monster truck này. Đấy, xe monster truck này có thể đi dưới nước đấy các bạn ơi. Đây. Wow, quay tít luôn các bạn ạ. Đây, giảm sóc này. Chiu. Một em monster truck các bạn nha. Xịn xò chưa? Rồi, mình sẽ cho vào đây các bạn ơi. Cùng mình đi tìm tiếp nào, xem có nữa không nha. Xem nào có không nha. La. Chiu. Ui, đây này các bạn ơi. Wow, em xe gì đây? Kìa. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy kéo đấy. Xe máy kéo phục vụ nông nghiệp các bạn nhé. Lái được luôn. Bánh lái được nhá các bạn nhé. Xịn xò chưa? Lốp em này như thật luôn. Lốp này rất là to này các bạn này. Bằng nắm tay của mình đấy các bạn ạ. Rất là to nhá. Một em xe máy kéo đấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho vào đây. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nhá. Sắp đầy rổ đồ chơi của mình rồi các bạn ơi. Xem nào. Ê, đây này các bạn ơi. Wow. Nên. Chiu.
chốt em ấy xúc màu xanh, lốp thì màu vàng này, là răng màu đỏ này. Em ấy xúc siêu bự khổng lồ này, rất là to và đẹp nhá các bạn nhá. I'm an excavator. Còn Jackson thì vai excavator. Ok, mình cho đây nhá. Ai, bạn ơi, về hết cái rổ luôn. Đi về đi các bạn ơi. Ê, có hai em luôn các bạn ơi. Wow, 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 wow. Em gì đây? Em xe đổ ben nhá. Cho nước ở đây này các bạn ơi. Đấy, đổ ben nhá. Chiu. Wow, rửa ben luôn các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ben Dump Truck. À, Super Driver Dump Truck. Ai, xe này đi rất là nhanh các bạn ạ. Rồi, mình cho vào đây nhé. Đây, đầy hết một cái rổ luôn các bạn thấy không? Ui, chà, toàn xe to siêu bự khổng lồ đấy các bạn ạ. Đấy, đây nữa này các bạn này. Wow, em gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe đầu kéo nhá. Xe đầu kéo có cả máy xúc này. Tractor and excavator. Wow. Đấy, múc được đấy các bạn ạ. Rồi, em này xịn xò chưa? Đấy. Wow, quá xịn xò luôn. Mình sẽ cho đây nhá. Ôi, nhiều quá các bạn ơi. Đi tìm tiếp xem còn gì nữa không các bạn nhá. Ê, kìa các bạn ơi. Wow, wow, wow. À, chà. Ai, các bạn ơi, mình nhặt được một em xe máy ủi này. Một em bulldozer. Ai xà, super speed bulldozer. Em này đẹp không các bạn? Em này quá đẹp luôn. Đấy. Hôm nay mình đi vào khu vườn các bạn ạ. Mình nhặt được rất nhiều đồ chơi nhá. Không biết ai vứt ở đây ấy các bạn ơi. Nào đi tìm tiếp xem có không nhá. La 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 la. Ê, đây này các bạn ơi. Wow 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 wow. Ôi, các bạn ơi, mình nhặt được một em xe cảnh sát này. Một em police car màu trắng đấy các bạn ơi. Đấy. Đây là police car. Wow, em xe màu trắng này rất là xịn sò mà rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, remote control, tức là xe điều khiển các bạn nhé. Đấy, có một nút công tắc ở đây đây này. Lắp pin ở đây này các bạn này. Tí về mình lắp pin cho em này chạy nhá. Hey, mình sẽ cho vào đây nhá các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Này, hôm nay mình nhập được một rổ đồ chơi luôn. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.